Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump viết trên mạng xã hội trước Social và tối ngày 21 tháng 7. Chúng tôi đã dành thời gian và tiền bạc để tranh đấu với Joe Biden gian dối. Ông ấy đã bị đánh giá kém sau cuộc tranh luận tồi tệ và từ bỏ cuộc đua. Bây giờ chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Theo ông Trump, Đảng Cộng hòa phải được bồi thường vì đã chi mọi nguồn lực cho chiến dịch tranh cử đối đầu với ông Biden. Chẳng phải Đảng Cộng hòa nên được bồi thường cho hành vi gian lận khi mọi người xung quanh Joe Biden, bao gồm cả các bác sĩ của ông ấy và truyền thông tin giả? khi họ đều biết rằng ông ấy không có khả năng tranh cử hoặc trở thành Tổng thống hay sao. Tổng thống Biden ngày 21 tháng 7 thông báo dừng chiến dịch tranh cử sau khi đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ chính các thành viên trong Đảng Dân Chủ, cũng như các cử tri do lo ngại về tuổi tác và vấn đề sức khỏe của ông. Theo hãng tin Reuters, động thái mang tính lịch sử của ông Biden đã đánh dấu lần đầu tiên một đương kim Tổng thống Mỹ từ bỏ đề cử tái tranh cử của Đảng đại diện. Kể từ khi Tổng thống Lyndon B. Johnson vào tháng 3 năm 1968, Ngoài ông Trump, các thành viên khác trong Đảng Cộng hòa cũng cho rằng, Đảng Dân chủ và các phóng viên chính trị đã tham gia vào một hoạt động che đậy nhằm cố tình che giấu tình trạng suy giảm nhận thức của Tổng thống Biden với công chúng. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson kêu gọi quốc hội điều tra vụ việc, đồng thời cáo buộc Đảng Dân chủ đã ngăn cản người dân nhìn thấy những gì người thân cận với ông Biden đã nhìn thấy. Ông Johnson nói, Đảng Dân chủ đã vướng vào một vụ che đậy lớn ở đây, ông ấy không phải là Joe Biden như 4 năm trước khi tranh cử, bây giờ ông ấy không có khả năng làm việc đó. Chủ tịch Hạ viện nói thêm, đó không phải lỗi của ông ấy, không ai có thể kiểm soát việc họ ra đi và năng lực của họ suy giảm thế nào. Nhưng chuyện đó rõ ràng đang xảy ra và đó là điều cần phải giải quyết. Chỉ ít phút sau khi Tổng thống Biden công bố quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 21 tháng 7, nghị sĩ Richard Hudson, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội của Đảng Cộng Hòa, đã cáo buộc Đảng Dân Chủ nói dối người dân Mỹ. Ông lập luận, nếu ông Biden thiếu năng lực để tái tranh cử, ông cũng không thể tiếp tục làm việc trong phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống. Ông Hudson viết một bài đăng trên X. Đây là một vụ bê bối có quy mô lịch sử. Tổng thống Biden mất năng lực, đảng Dân Chủ biết điều đó và họ đã nói dối người dân Mỹ để che đậy việc đó. Nếu ông Biden không đủ sức khỏe để tham gia chiến dịch tranh cử, ông ấy cũng không đủ sức khỏe để nắm trong tay mật mã hạt nhân. Tổng thống Biden và các cố vấn hàng đầu của ông liên tục khẳng định ông sẽ tiếp tục là ứng cử viên đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Tuy nhiên, một số thông tin bắt đầu lan truyền rằng ông Biden có thể bỏ cuộc sau khi ông được chẩn đoán mắc COVID-19 vào tuần trước. Tuổi tác của cả ông Biden, 81 tuổi và ông Trump, 78 tuổi, đều là mối quan tâm lớn của cử tri. Kết quả cuộc thăm dò vào hồi tháng 2 của ABC News và IP Shots cho thấy 59% cử tri tin rằng cả hai ứng cử viên đều quá già để làm tổng thống. Các chuyên gia phân tích cho biết, dù cố gắng trong gần một tháng để cứu vớt nỗ lực tái tranh cử, Tổng thống Biden hiểu rằng mình không có cơ hội chiến thắng và đứng trước nguy cơ mất tất cả nếu tiếp tục. Cuối cùng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng quyết định rời cuộc đua vào Nhà Trắng. Sau hơn 3 tuần hứng chịu sức ép khổng lồ từ chính các quan chức, nghị sĩ dân chủ, những người hối thúc ông lùi về phía sau nhường cơ hội cho người trẻ hơn. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X chiều 21 tháng 7, ông Biden cho biết: "Được phụng sự ở cương vị tổng thống là niềm vinh hạnh lớn nhất đời tôi. Dù muốn tái tranh cử, tôi tin rằng quyết định rút lui sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho đảng và đất nước." Ông chủ Nhà Trắng khẳng định nước Mỹ đã đạt tiến bộ vĩ đại trong hơn 3 năm rưỡi qua và ông sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ của một tổng thống trong phần còn lại của nhiệm kỳ. Ông Biden đã có màn thể hiện kém thuyết phục trong đêm tranh luận với đối thủ Trump hôm 27 tháng 6. Sau đó, vào đầu tháng 7, Tổng thống Mỹ đương nhiệm lại tiếp tục có những phát ngôn nhầm lẫn trong buổi họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington. Dù ông Biden liên tục khẳng định sẽ ở lại cuộc đua, nhưng những đồn đoán về việc ông chủ Nhà Trắng sẽ ngừng tranh cử đã bắt đầu lan rộng sau khi ông được chẩn đoán mắc COVID-19 vào tuần trước. Sau khi ông Biden chính thức dừng tranh cử, đảng Dân Chủ sẽ phải tìm một ứng viên mới khi kỳ bỏ phiếu chỉ còn cách 4 tháng nữa. Tổng thống Biden đã ủng hộ phó tướng của mình, bà Kamala Harris, ra tranh cử. Phó tổng thống sẽ có quyền tiếp cận quỹ tranh cử 91 triệu USD của đảng Dân Chủ sau quỹ này được đăng ký dưới tên liên danh tranh cử của ông Biden và bà Harris. Theo giới quan sát, chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ rời cuộc đua vào Nhà Trắng gần với ngày bầu cử như vậy, đặc biệt sau 24 ngày ông quyết tâm cứu vãn nỗ lực tái tranh cử và khắc phục hậu quả tai hại từ cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Donald Trump. Thông báo chấm dứt chiến dịch tranh cử được đưa ra khi ông Biden đang ở Rehoboth Beach, bang Delaware, để cách ly và phục hồi sức khỏe vì mắc COVID-19. Ông đã trao đổi với hai cố vấn thân cận lâu năm gồm Steve Brissetti và Mike Donilon, cũng như nói chuyện với gia đình trước khi đi đến quyết định. Các nguồn tin thân cận với Tổng thống Mỹ cho hay, kế hoạch dây đường đua bắt đầu được chuẩn bị vào tối ngày 20 tháng 7 và hoàn tất vào sáng ngày 21 tháng 7. Nhưng ngay cả những quan chức cấp cao trong chính quyền cũng không hề biết. Ông Biden trước đó tuyên bố vẫn theo đuổi nỗ lực tranh cử, thậm chí lên kế hoạch cho một cuộc vận động tranh cử sau khi hết thời gian cách ly. Sau khi thông báo cho Phó Tổng thống Kamala Harris, Tránh văn phòng Nhà Trắng Jeffrey D. Jans và Chủ tịch Chiến dịch tranh cử Jen O'Malley Dillon, bức thư thông báo... Bức thư thông báo dừng tranh cử được đăng trên mạng xã hội X vào lúc 13 giờ 46 phút cùng ngày. Áp lực đã đè nặng lên vai ông Biden trong hơn 20 ngày qua. Hơn 30 nghị sĩ dân chủ đã công khai kêu gọi ông rời cuộc đua. Các nhà lãnh đạo đảng nói ông không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Tiền quyên góp từ các nhà tài trợ cạn kiệt khi một số người nói rằng họ cảm thấy bị phản bội vì không được cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe ông Biden. Một nhà tài trợ của đảng dân chủ nói trước khi ông Biden thông báo rút lui tôi biết rất nhiều nhà tài trợ lớn và không thấy ai muốn quyên góp từ 100 USD trở lên. trong khi ông Biden khẳng định chỉ có Chúa mới khiến tôi thay đổi quyết định và nhà thăm dò đảng dân chủ đã thực hiện khảo sát và thấy rằng tổng thống Mỹ đang trên đà thất bại. kết quả khảo sát cho thấy ông Biden thua ông Trump tại các bang chiến trường quan trọng. mất tất cả là cách một thành viên đảng dân chủ mô tả về báo cáo kết quả khảo sát mà nhà thăm dò Stanley Greenberg gửi cho nhóm cố vấn thân cận của ông Biden khi Tổng thống Biden tham vấn hai cố vấn thân cận ngày 20 tháng 7, thông tin họ cung cấp về cuộc thăm dò và lập trường của các quan chức hàng đầu Đảng Dân Chủ cho thấy rõ hơn con đường giành chiến thắng về cơ bản không còn tồn tại. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, khảo sát cho thấy nhiều cử tri Mỹ nhận ra ở tuổi 81, ông Biden không còn là chính trị gia mạnh mẽ như 4 năm trước đó. Nhiều tiếng nói quan trọng trong đảng cũng đã bắt đầu quyết tâm thúc đẩy chiến dịch kế áp lực một cách tế nhị nhằm để ông Biden rời đường đua và chọn ứng viên khác không chỉ mệt mỏi với những lời kêu gọi rút lui từ chính các thành viên trong đảng của mình. Bản thân Tổng thống Biden cuối cùng cũng bị thuyết phục rằng ông không thể chiến thắng. Đây là điều mà nhiều đảng viên Dân Chủ đã nhận thấy kể từ sau cuộc tranh luận gây thất vọng của ông Biden tháng trước, theo các nhà phân tích của Politico. Một thành viên đảng Dân Chủ cho rằng Tổng thống Biden đã nhận thức được những vấn đề quanh nỗ lực tái tranh cử, từ ý kiến của các thành viên Dân Chủ tới kết quả thăm dò. Tuy nhiên, người này cho rằng ông Biden cần thời gian để chấp nhận và quyết định. Vào thời điểm đó, cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xuất hiện trên chương trình Morning Joe và nói rằng đảng sẽ cho tổng thống, người đang kiên quyết nói rằng sẽ ở lại, có thêm thời gian đưa ra quyết định. Sau đó, ông Trump bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Hình ảnh ông Trump rơi nắm đấm lên trời và hô khẩu hiệu chiến đấu sau khi bị bắn đã gây chấn động nước Mỹ, tiếp lửa cho làn sóng ủng hộ cuồng nhiệt. Đồng thời phơi bày rõ sự tương phản với chính dịch ngày càng mất dần sức sống của ông Biden. Tổng thống Biden được thông báo mắc COVID-19 và phải kết thúc sớm chuyến vận động tranh cử ở Las Vegas trở về Rehoboth Beach cách ly ngày 17 tháng 7. Trong khi nhóm trợ lý thân cận của tổng thống chỉ một vài người thân cận nhất có cảm giác ông đưa ra quyết định trọng đại. Trong những ngày gần đây, gia đình ông Biden cũng trở nên lo lắng hơn về tổn thất mà cuộc đua có thể gây ra cho sức khỏe và di sản của tổng thống. Quá trình phục hồi chậm chạp của ông sau khi mắc COVID-19 cũng càng nhấn mạnh ông khó có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của chiến dịch tranh cử. Một nghị sĩ quốc hội nói rằng, ông Biden cảm thấy bị phản bội khi nhiều người mà ông coi là bạn bè đã công khai yêu cầu ông ngừng tranh cử, nhưng cuối cùng ông vẫn phải ra quyết định. Ông đã nói chuyện với Phó tổng thống Harris trước khi công bố, trong đó cho biết ông sẽ dừng tranh cử và ủng hộ bà trở thành ứng viên Đảng Dân chủ. Những người khác trong nhóm thân cận của ông Biden tin ông không còn lựa chọn nào khác, bởi Đảng Dân chủ không còn thời gian để khởi động lại hay thiết lập một chiến dịch tranh cử mới. Sau khi ông Biden thông báo quyết định, nhiều người đã khóc theo quan chức Nhà Trắng, mọi người tin ông Biden là một tổng thống tuyệt vời và họ rất buồn khi thấy ông ấy rút lui. Hầu hết, họ nghĩ ông ấy đã quyết định đúng nhưng vẫn rất đau lòng, người này nói. Trong email gây quỹ đầu tiên thay mặt bà Harris, ông Biden khép lại gần một tháng đảng Dân Chủ chia rẽ về ứng viên tổng thống, nói rằng đã đến lúc đoàn kết và đánh bại Trump.